Xin chào bà con và các bạn. Lợi là Roqua đây bà con ha. Thì hôm nay Roqua xin chia sẻ với bà con và các bạn là cách trồng ớt quá lứa bà con. Chúng ta là ớt này đã trồng cách đây cũng là nửa tháng rồi, nhưng mà vì Roqua bận số việc nên là không có trồng được. Cho nên hôm nay là mới đánh đổi cách đem trồng. Thì chúng ta cũng tận dụng những cái nước cũ trước để trồng cây cát á, để cho đồng lại với đồng lại. Thì xin mời bà con và các bạn đón xem trồng sự phát triển của cây ớt như thế nào bà con này. Xin mời bà con và các bạn cùng xem và cùng làm với chúng ta. Kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup all just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to.
Và cái ớt này cũng đã trồng được 20 ngày rồi bà con. Thì hôm nay nó đã cho ra trái rồi đó bà con. Trái còn xanh còn nhỏ. Bà con thấy ớt cho trái có đẹp không? Tuy trồng đã quá họ quá đuối rồi nhưng mà cái ớt vẫn cũng bình thường bà con nha. Cho nên là bà con cứ trồng vô tư thoải mái, không có sợ là cái ớt nó quá đứng, nó trồng nó xây kiện nó không có lên đó, bà con thấy không? Cái ớt rất là đẹp, ăn cũng rất là xanh tươi. Thì sau thời gian trồng thì bà con cho ăn phân hữu cơ dưỡng viên bà con. Con mua về bà con ngâm và bà con tưới mỏng ra, bởi vì trồng trong chậu nhựa, chai nhựa nhỏ rồi nó là không đủ cái không gian phát triển của tay, thức ăn cũng như nước uống, cho nên bà con phải thường xuyên cho ăn bà con nghe. Thì bà con cứ pha loãng ra, rồi 3-4 ngày bà con cho ăn lại. Thế thì cây nào cũng phát triển hết. Bà con theo ý của coi đi, thì nó sẽ phát triển cho bà con xem. Đây là những chiếc ớt mình trồng đó quá lứa. Mình mới bắt đầu trồng. Hôm nay chúng ta phải chứng minh yên an. Những chất vật đó. Màu có thành nám đó, lửa ớt này là rất là từng chùm từng chùm từng chùm, có thể đẹp. Ta vừa trồng mà chỉ có cây dâu vậy, nhưng mà vừa làm cảnh này. Đất thì cũng không bao nhiêu hết, đất ít nhưng mà vẫn lên xanh tươi rất là đẹp. Cây xanh thuộc nhà mình nhỏ thôi nhưng mà cũng trồng rất là nhiều đồ cây. Những cái nhánh này, cái nhỏ này sẽ nứt ra sao này. Tới nơi rất đẹp. Đấy, dễ qua như thế này nè. Sắp tới là lúc ca treo lên cũng đáng lắm, đáng nhất là chân chơi nó đẹp. Thứ hai nữa đó là hết thế mình ăn ớt này là trồng còn lao nó còn đẹp nha bà con. Thiên an giữa cái này thiên an. Em bị phụ xanh kìa. I'm
xin cảm ơn bà con và các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Thì bà con thấy video này hay, ý nghĩa, thì xin bà con và các bạn cho tôi ba một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để cho kênh ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn bà con và các bạn.